Vào những ngày đầu năm mới, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ xô lên núi Thần Đinh ở Quảng Bình để dâng hương, cầu an và lấy nước thánh từ giếng tiên không bao giờ cạn. Núi Thần Đinh thuộc khu di tích Chùa Non, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Đây là điểm du lịch tâm linh rất hấp dẫn với người dân và du khách thập phương. Trên đỉnh núi Thần Đinh có một khu đất rộng, khá bằng phẳng, chừng 200 m², là nơi người xưa chọn đây để xây dựng Kim Phong cổ tự, hay còn gọi là chùa cổ Kim Phong, dân gian quen gọi là Chùa Non. Theo thời gian và chiến tranh tàn phá, hiện Chùa Non chỉ còn lại một ngôi miếu nhỏ và nền móng cũ của ngôi chùa. Để lên chùa chiêm bái, du khách phải vượt qua hàng trăm đường dốc với 1.260 bậc đá. Mặc dù thời tiết mấy ngày nay không được thuận lợi, có mưa nhỏ khiến con đường trơn trượt hơn, nhưng hàng ngàn người vẫn đi. Sau khi chiêm bái ở chùa, miếu, rất nhiều người chen chân nhau xuống giếng tiên để lấy nước thánh. Theo người dân ở đây thì giếng nước này trong vắt, bốn mùa không cạn dù cho trời có hạn hán kéo dài. Những người thành tâm khi đến dâng hương uống nước giếng, về sau sẽ gặp điều may mắn, tránh được ốm đau bệnh tật, làm ăn phát đạt. Nhưng mà đi quẹt đi nữa. Nhưng mà đi quẹt chùa đâu có bị mình đi đến.
nề lắm anh ơi. Anh nề lắm mà trói. Mình vào lịch trường chưa? Sập hàng chưa ra? Bố! Đôi lại đôi. Đi lấy. Đôi 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 đi lấy.